Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Aman Vlog. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là một buổi chuẩn bị dẫn làm chương trình của mình tại Vincom Super. Đây là kịch bản. Quá trời cái kịch bản nó gì à. Vincom Listo Spa. Listo. The Listo. Listo Spa. Xin mời quý khách nhanh chân tiến đến khu vực sự kiện để cùng tham gia với Vincom và cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta. Quận ủy viên là gì ta? Quận ủy viên. Quận ủy viên.
đại diện các ban ngành đoàn thể trung ương và đại diện tám khu vực cùng với các giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thị Khánh. Dưới phép xin vâng xin hành xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chí Huỳnh, giám đốc Nguyễn Công Sư Khánh. Cảm ơn ban giám khảo gồm bà Nguyễn Lệ Huyền. Nguyễn Lệ Huyền có bí thư thường trực đảng ủy phường. Bà Nguyễn Thị Trúc Mai, CEO câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật đặc sắc, xin mời quý khách hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Hàng năm cứ mỗi khi đến dịp rằm tháng tám, cả nước lại rộn ràng trong không khí vui tươi của Tết Trung Thu sự đoàn viên ấm xin được phép bắt đầu. Khu vực đầu tiên xin mời bé Cao Hoài Huy tiến về sân khấu để thể hiện màn trình diễn của mình với ca khúc Hào Khí Việt Nam. Bây giờ Thiên Kim sẽ lên đọc tấu đàn trong chức lượng. Dance spot. Quyền của người ta chứ mắc mới gì đập phải không? Đúng rồi. Đó bình thường, nói đâu nói bình thường mà. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.